thưa tôn giả xá lợi tử đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tám giải thoát còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được đối với tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được thưa ngài xá lợi tử đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với bốn niệm trụ còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được thưa tôn giả xá lợi tử đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với pháp môn giải thoát không còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Thưa tôn giả xá lợi tử, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với bậc cực hỷ còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được đối với bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được thưa tôn giả xá lợi tử đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với năm loại mắt còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được đối với sáu phép thần thông cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được